Các bạn ơi, mình quay cho các bạn xem nhé, một cái bộ sản phẩm khắc tên vô cùng là đẹp, bằng chất liệu bạc ta. Đây là cái sản phẩm bạc đẹp mọi người nhé. Mình quay để cho các bạn có nhu cầu, mình cần mua để làm trang sức hoặc là mình mua tặng nhé, tặng con gái này, tặng bạn gái, tặng người yêu, tặng vợ. Thế thì mình hãy tham khảo cái video này. Đây là một cái bộ sản phẩm gồm một dây chuyền khắc tên và một cái nhẫn tên mọi người nhé. Vô cùng là độc đáo, rất là ý nghĩa luôn. Đấy thì dành cho những bạn mình đang cần tìm quà tặng đấy, hoặc là mình đang cần tìm một cái trang sức để mình đeo nhé. Đấy thì các bạn hãy tham khảo cái bộ sản phẩm này. Đấy, đeo bạc ta thì nó rất là tốt. Cái trang sức bạc ta thì các bạn yên tâm là cực kỳ là tốt và nó rất là đẹp nữa, và lại rẻ tiền. Đấy các bạn có thể là mình mua để tặng cũng rất là hợp lý luôn. Đấy các bạn có thể là mình làm một cái dây khắc tên như thế này. Đấy, và một cái nhẫn nhá. Đấy, cũng khắc tên hai từ luôn. Thì mình thấy nó cũng khá là hợp lý. Các bạn có thể là mình làm tên nhá, đệm và tên. Đấy, hoặc là mình làm tên bạn trai bạn gái, hoặc là tên hai vợ chồng đều được. Đây là một cái mẫu mà mình làm khá là nhiều và cực kỳ là ý nghĩa, bởi vì cái họa tiết, cái kiểu dáng của cái mẫu dây này nó rất là đẹp. Đấy, nó gồm những cái hình trái tim như thế này. Đấy là một cái biểu tượng mà các bạn trẻ rất là yêu thích. Đấy, và thực tế là lên dây cũng rất là đẹp mọi người nhé. Đấy, kiểu dáng cực kỳ là đẹp luôn. Cái này thì các bạn có thể làm tên theo yêu cầu được. Đấy, các bạn đặt tên gì là mình sẽ làm tên của các bạn. Đấy, y chang mẫu như thế này luôn. Đấy, và thay tên, thay cái thông tin vào đây. Đấy, và cái mẫu này còn có một cái treo một cái charm là cái cỏ bốn lá rất là xinh. Đấy, vô cùng là đẹp. Còn cái độ dài dây này thì các bạn nó tùy theo cái thể trạng nhé, thể trạng người mình ấy. Đấy, nếu như mà người gầy thì mình sẽ đeo ngắn ngắn một chút, còn người mập thì mình sẽ đeo dài hơn. Thì cái này nó khi mà các bạn đặt hàng là mình sẽ tư vấn kỹ cho các bạn. Đấy, nếu như mà người mập là mình sẽ làm dài cho các bạn, cho nên là các bạn yên tâm. Còn cái nhẫn tên này nhá thì các bạn cũng làm hai từ. Đấy, miễn là hai từ, và cái này là mình sẽ làm theo cái size tay của các bạn nhé. Tuy nhiên nó là cái nhẫn hở, cho nên là cái size thì các bạn cũng không cần phải tuyệt đối lắm. Đấy, ví dụ các bạn muốn đặt để làm quà tặng nhé, thì các bạn chỉ cần nói chiều cao, đấy, cân nặng của cái người mà mình muốn làm tặng ấy, thì mình sẽ làm size cho các bạn luôn. Đấy, bởi vì nó là nhẫn hở cho nên là cái size nó chỉ cần tương đối thôi. Đấy thì đây là một cái bộ sản phẩm mà rất là ý nghĩa và cực kỳ là đẹp nhá. Đấy, phù hợp cho những bạn mình mua để mình làm trang sức này, hoặc là mình tặng người thân thì vô cùng là đẹp đấy, và rất là ý nghĩa và lại tốt cho sức khỏe nữa nhá. Đấy thì rất là hy vọng các bạn sẽ thích cái video này và thích cái sản phẩm này của mình. Các bạn hãy đăng ký kênh nhá. Đấy, để mình tham khảo đến một cái lúc nào đấy mà các bạn có nhu cầu, đấy mình cần tìm quà tặng hoặc là mình cần đặt cho con cháu nhà mình, thì các bạn hãy tham khảo cái kênh của mình. Đó thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nhé. Một lần nữa là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào các bạn nhé.